Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Hôm nay thì mình sẽ trả lời giải đáp một câu hỏi của bạn Khánh Nghiễn. Cũng vừa mới comment đây thôi, mình tình cờ mình thấy được thì mình cũng tiến hành là trả lời luôn. Cho nó nóng, tại vì thời điểm này cũng là một cái thời điểm mà mọi người đang gấp gáp để mà sắm đồ Tết đúng không nào? Đặc biệt điện thoại smartphone cũng là một trong những nhu cầu gọi là thiết yếu bây giờ. Điện thoại hay đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất đến điện thoại hay 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Với nội dung như sau: em chào anh Admin Kha. Anh ơi, em đang là sinh viên năm nhất, kinh tế cũng eo hẹp thôi, và đang muốn đổi từ LG G6 lên iPhone 8 Plus. Vì LG G6 bây giờ lag quá và cũng muốn đổi gió sang iOS để trải nghiệm thử. iPhone 8 Plus bây giờ có đáng mua không anh? Chúc anh nhiều sức khỏe và ngày càng thành công. Ok, mình cũng xin cảm ơn bạn nhé. Rõ ràng là trong phân khúc giá mà tầm khoảng 4,5 triệu, 5 triệu bây giờ thì iPhone 8 Plus nó cũng đang là một chiếc máy flagship đang được khá nhiều bạn quan tâm, đặc biệt là những bạn học sinh sinh viên. Ở đây là mình không có quảng cáo gì đâu các bạn nhé, không phải là kiểu mình chuẩn bị sẵn cái gì đâu. Mà cơ bản là cái iPhone 8 Plus này là iPhone của một người em của mình cũng đang làm ở trong này. Đó, thì tiện là mượn luôn thôi, màn hình thì vỡ hết cái thứ này kia rồi, chỉ để trưng bày cho nó kiểu chuyên nghiệp một tí. Thì với cái nhu cầu của bạn này thì mình nghĩ chắc cơ bản thôi, tại vì dùng được LG G6 thì nhu cầu của bạn này chắc chắn là không cao rồi. Đối với mình thì mình thấy rằng là cái iPhone 8 Plus này ở thời điểm hiện tại thì dùng nó vẫn được, vẫn cực kỳ là ok thôi. Năm nay là cái năm mà iPhone 7 đã bị ngừng cập nhật iOS rồi, thì mình nghĩ là sang năm sau sẽ là iPhone 8, 8 Plus hoặc là iPhone X đã thuộc cái năm 2017. Thì nói chung là cũng là một điều dễ hiểu, nhưng mà cái giá trị sử dụng của nó ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn. Đấy. Nếu như mà các bạn quyết định gọi là xem từ LG G6 lên iPhone 8 Plus ấy, nó là một cái trải nghiệm nâng cấp, gọi là một cái sự nâng cấp thì cũng không hẳn đâu. Nhưng mà rõ ràng là xét về cái mức giá thời điểm hiện tại thì iPhone 8 Plus nó đang nằm ở một cái phân khúc cũng gọi là hơi cao thật. Chỉ có những bạn nào thích iPhone hoặc là muốn trải nghiệm iOS như bạn này thì mới dám là chuyển gió đổi qua thôi. Chứ đối với mình thì mình thấy là ừ thì mua cũng được chứ chả sao cả, chứ cũng không có vấn đề gì. Thiết kế của con này ở thời điểm hiện tại này cầm nắm cũng rất tốt, rồi là về phần màn hình cũng độ sáng cao IPS LCD, nhưng mà độ sáng lên tới là 625 nits cơ mà. Tấm nền IPS này cực kỳ chất lượng các bạn nhé. Đấy, cho nên là trải nghiệm ở thời điểm hiện tại vẫn rất là tốt. 5.5 inch nhưng mà cái form thiết kế là form thiết kế cũ nên nó vẫn cho được một cái sự gọi là to bản. Đấy, viền trên viền dưới dày này, và thay thế chứ nó cũng không nhỏ đâu các bạn nhé. Thao tác chơi game mọi thứ nó đều rất là ok. Còn nói về cái phần hiệu năng ấy, thì với chiếc iPhone 8 Plus này ở thời điểm hiện tại, con chip nó đang chạy là Apple A11 Bionic. Thì với con chip như thế mình đánh giá rằng là nó sẽ nằm ở một cái mức gọi là đủ dùng. Đủ dùng hôm nay là kể cả khi các bạn chơi game thì nó vẫn ok được. Đấy. Nhưng có một điều ở thời điểm hiện tại đó chính là các bạn khi các bạn mua máy, các bạn cũng phải để ý về cái thời gian sử dụng pin, cái phần trăm chai pin nhé. Vì Apple ấy, thì cái kiểu cách làm họ từ trước đến giờ rồi chúng ta cũng không có gì lạ nữa, và mình cũng sẽ nói luôn cho những bạn nào chưa biết, đó chính là họ sẽ canh chừng vào cái mức độ chai pin để mà họ tối ưu hiệu năng, sao cho nó ra một cái mức hiệu năng nó cân bằng nhất. Ví dụ như một cái viên pin nó đã chai quá nhiều rồi, nó đã ở mức tình trạng bảo trì rồi, thì bắt buộc là họ phải giảm hiệu năng xuống để tránh cái hiện tượng là bị sập nguồn bất cứ lúc nào. Thậm chí là mình đang có một người bạn đang sử dụng một cái chiếc iPhone 8 Plus, pin chai chỉ còn khoảng là 67% thôi, con này là còn 79%. Thì nói chung là cũng được, nhưng mà Apple đã để ở cái tình trạng là bảo trì rồi. Thì với cái con 67% kia của bạn mình ấy, thì còn khoảng là 20-30% tự động nó sập nguồn. Tức là nó sẽ không phải là thường xuyên, không phải là nó cứ về mức 20-30 là nó sẽ sập nguồn, nhưng mà thi thoảng gặp cũng gọi là khá lần rồi, gặp cũng 5-6 lần bắt đầu từ giữa năm đến bây giờ. Đấy, thì rõ ràng là tự nhiên nó sập nguồn như thế, và khi mà nó sập nguồn thì nó đưa về mức hết pin luôn. Đấy, bắt buộc là chúng ta phải sạc pin. Nên đó cũng là cái điều mà các bạn cần phải cân nhắc khi mà mua một thiết bị cũ như thế. Đó, ở đây thì mình sẽ không còn phải đánh giá chi tiết là về thiết kế màn hình camera, mà mình sẽ lưu ý về những cái trải nghiệm thường ngày. Tại vì mình cũng có bạn rất nhiều mà đang sử dụng cái chiếc iPhone 8 Plus này nữa, cho nên mình cũng thể là tham khảo được. iPhone 8 Plus thì như cái chiếc máy của đứa em mình đang sử dụng ở đây thì nó đã sử dụng khoảng 3 năm rồi. Và mình cũng có hỏi là về cái khả năng chơi game của con này, thì với con chip A11 Bionic ở thời điểm hiện tại, chơi trong điều kiện mát mẻ, tiết trời Hà Nội đang lạnh rét như thế này thì ôi bằng bằng, không có vấn đề gì. Nhưng mà trong mùa hè thì sao?
lựa chọn những cái nơi mát mẻ như có quạt và điều hòa thì nó sẽ là chơi được ổn định hơn. Chứ còn mà cố đấm ăn xôi trong điều kiện bình thường nắng nóng nực nội mà lấy ra chơi thì chắc chắn là nó sẽ rất là nóng, và thứ nhất nó sẽ giảm độ sáng màn hình, thứ hai nó sẽ cực kỳ lag, điều này là chắc chắn rồi. Nên các bạn cũng cân nhắc kỹ. Dùng bình thường với iPhone 8 Plus ở thời điểm hiện tại là nó cũng đã nóng nảy nực nội rồi, chứ không chỉ riêng gì cái việc là chỉ có chơi game nó mới nóng lên đâu. Nên đây cũng là một điểm các bạn cần phải lưu ý. Thích iPhone 8 Plus thì vẫn có thể sử dụng được, chứ còn nói về cái chuyện mà đáng mua nhất thì cũng không hẳn. Tại vì bạn này vẫn đang có nhu cầu là muốn đổi sang iOS để mà kiểu trải nghiệm ấy. Cho nên là mình cũng tư vấn thật lòng là như thế. Camera cái thứ này kia thì nói chung là ở thời điểm hiện tại chụp trong điều kiện đầy đủ sáng thì vẫn cực kỳ ngon các bạn nha. Con này chụp đủ sáng thì gần như các bạn cũng sẽ không phân biệt được là đây là một thiết bị đã ra mắt gọi là 5 năm của Apple đâu, 5 năm, 6 năm gì đó của Apple đâu. Chụp vẫn cực kỳ ngon trong điều kiện đầy đủ sáng, thu âm cái thứ này kia là khỏi phải bàn rồi. Đó, còn về cái vấn đề mà sóng sánh thì với một thiết bị iPhone nói đâu xa, mình đang dùng cái chiếc iPhone 13 Pro kia. Đấy, cùng sử dụng là sim MobiFone. Đấy, cùng một cái sim như thế thì iPhone 13 Pro ấy nó chỉ có là một vạch, hai vạch. Nó có bốn vạch các bạn nha, nó có bốn vạch thì nó chỉ có một vạch hoặc hai vạch thôi, rất là thường xuyên khi mà mình về nhà. Còn đối với lại Oppo Find 5 Pro thì nó cứ bét tè lại nhè full vạch lúc nào cũng thế. Thì đây cũng là một điểm mà sóng sánh yếu thì chúng ta phải công nhận là iPhone nó sóng sánh yếu thật. Xét ở trong phân khúc giá mà rơi vào tầm khoảng 4 triệu rưỡi 5 triệu như thế này, iPhone 8 Plus nó không phải là một cái chiếc máy quá là đáng mua. Thực tế nó là như thế, nhưng nó vẫn là một cái chiếc máy cực kỳ đủ dùng. Nếu như mà chúng ta đã thích cái hệ điều hành iOS thì còn cái sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Đấy, đúng không nào? Và với một cái thiết bị mà mua về để làm máy chính như thế này thì mình thấy rằng là nó vẫn phục vụ tốt được cái nhu cầu cơ bản của mình. Chứ còn yêu cầu khắt khe quá, tầm 5 triệu bây giờ chúng ta có đầy những máy hiệu năng cao đời mới bây giờ luôn. Thuộc thế giới Android, thông số cũng tốt hơn. Nhưng mà với một cái thiết bị iPhone thì nó vẫn là một cái gì đó nó rất là đặc biệt. Kể cả năm sau mà có ngừng cập nhật iOS đi chăng nữa nhé, chúng ta vẫn có thể sử dụng thoải mái trong vòng từ 2 đến 3 năm nữa, vẫn có thể là cập nhật được trong cái App Store bình thường, cập nhật ứng dụng đấy. Thì nó vẫn là tiếp tục sử dụng 2-3 năm nữa thì nó quá tốt rồi còn gì. Đó là lý do tại sao mà một thiết bị iPhone như thế này nó có thể giữ giá được như thế. Quá giữ giá luôn, bây giờ cùng thời cùng năm thì cùng với LG G6 luôn đấy. Nhưng mà bây giờ LG G6 còn 1,5 triệu đến 2 triệu, còn con này vẫn còn 4 triệu rưỡi đến 5 triệu, gấp đôi như thế. Vậy còn các bạn nghĩ